Xin chào tất cả các bạn đang xem video này. Mình tên là Huy, hiện tại thì mình đang là trợ giảng của khoa công nghệ thông tin của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Và ngày hôm nay thì không để các bạn chờ lâu nữa, thì có lẽ là mình sẽ quyết định là ra một cái video không phải là về học tập, mà sẽ là một cái video bóc phốt chính mình về học tập, bóc phốt chính bản thân mình và cái kênh YouTube của mình. Thế thì có lẽ mọi người cũng đã biết được rằng là cách đây 2 năm, hơn 2 năm thì mình cũng đã làm cái kênh YouTube này rồi. Và cho đến thời điểm hiện tại thì có lẽ là cũng sẽ phải tầm hơn 350 video về học tập, về học thuật. Và các cái video đó có những video được ra từ rất sớm khi mà mình còn là một sinh viên năm 2. Và cho đến thời điểm hiện tại thì gần 2 tháng thì mình cũng đã không ra bất cứ một cái video nào. Trong quá trình mà mình làm video hơn 300 các video đó thì mình có nhận xét thấy rằng một cái vấn đề là như sau. Nếu như mà xét về cái vấn đề tích cực, trên một cái phương diện tích cực, thì có lẽ là các cái video của mình đâu đó nó cũng đã một phần nào giúp truyền tải kiến thức tới những người bạn, tới đặc biệt là những người em thuộc thế hệ sau, truyền đạt kiến thức tới các em và có thể giúp cho các bạn học một cách nhanh nhất và có giúp các bạn có một cái cách tiếp cận tốt nhất để cho các bạn có một cái kỳ thi tốt. Nhưng mà tuy nhiên trong 2 tháng mà mình không ra video, không ra bất cứ một cái video nào, thì chính bản thân mình nhận thấy rằng là những cái video mà mình đã từng đăng thì có rất là nhiều những cái tồn đọng. Rất là nhiều những tồn đọng. Đây chính bản thân mình nói bây giờ, khi mà mình nhìn lại và mình cũng sẽ phải thừa nhận những cái điều đó. Cái vấn đề thứ nhất đó chính là về cái vấn đề các cái video mình tự đăng là những cái video mình quay một cách tự phát ở thời điểm mình còn là một sinh viên, khi những kiến thức và những cái trải nghiệm, những kinh nghiệm chưa được nhiều, và mình đăng lên với một cách tự phát. Và đặc biệt đó chính là mình chưa có được một cái nhận thức về nghiệp vụ sư phạm. Làm sao mình phải ra một cái video như thế nào là chuẩn, chuẩn nghề nghiệp, đã làm như thế nào là gọi là chỉnh chu về mặt trang phục, về mặt kiến thức, về mặt bài giảng, là cũng như là về mặt câu nói. Đấy, và đặc biệt là các cái video khi mà mình đăng ở thời điểm đó là những video mà mình chưa có bằng cấp. Chưa có bằng cấp. Nhân do đó mình chưa hiểu được rằng là cái trình độ chuẩn mực khi mà để có thể đăng một video như thế nào. Và cũng giống như là việc khi mà bất cứ ai mà có dạy online đấy mà chưa có bằng cấp, đúng không? Chưa có bằng kỹ sư, thì lúc đó người ta chỉ gọi đó là một thợ dạy, chứ không gọi đó là một thầy giáo. Và chúng ta trong lĩnh vực lập trình cũng như thế, thì chúng ta đi làm mà chúng ta chỉ một code không thì người ta cũng chỉ gọi là một thợ code, chứ cũng không được gọi là một lập trình viên hay là một kỹ sư, đúng không ạ? Đấy, một kỹ sư. Và đấy là cái vấn đề đầu tiên mà mình cần phải nói. Cái vấn đề thứ hai đó chính là những cái kiến thức mà mình đã đăng là cách đây, có những video cách đây hơn 2 năm rồi, hơn 1 năm rồi. Và cho đến thời điểm đó, ở thời điểm đó thì có thể là nó đúng và nó chấp nhận được, nhưng ở thời điểm hiện tại thì nó đã lỗi thời. Thì các bạn biết được rằng công nghệ luôn luôn thay đổi, chúng ta học về công nghệ mà. Sau đó chúng ta cần phải biết được rằng là trong một thời điểm nháy, một thời điểm tích tắc thôi, cũng có những vấn đề mới, đúng không ạ? Và do đó những kiến thức mà những 1 năm, cách đây 1 năm, 2 năm, ví dụ như là nhập môn công nghệ phần mềm hay là phân tích thiết kế, thì ở thời điểm hiện tại thì nó hoàn toàn không dùng được nữa. Ngay cả những quyển sách giáo khoa thôi nó cũng như vậy các bạn, đúng không ạ? Ngay cả những cuốn sách giáo khoa, mặc dù nó đúng, nó giống như là một cái chân lý cho bất cứ những người nào mà người ta học, đúng không? Nhưng về thời gian lâu dần những quyển sách giáo khoa đấy cũng sẽ phải được update hoặc là thay thế bằng những cái quyển sách giáo khoa khác nó phù hợp với thời đại. Và sau đó thì cái vấn đề thứ hai mà mình muốn nhắc tới đó là những thứ mà mình đăng lên, những điều mình đăng lên đấy. Cái thứ nhất mà mình muốn nhắc đến đó là những gì mà mình nói mình đã chưa thực sự là quá đúng, quá chính xác. Đâu đó trong lúc mà mình nói sẽ có những lúc mà mình nói sai mà mình không hề ai biết, hoặc là có những lúc mà mình biết là mình sai nhưng mà có thể mình vẫn nói, đúng không ạ? Bởi vì mình vẫn chưa tìm hiểu kỹ hết trên tất cả các cái khía cạnh khác nhau của một bài toán, của một cái lĩnh vực mà mình đang học, mà mình chỉ nói với một cái cách tự phát thôi. Đấy là vấn đề thứ nhất. Và vấn đề thứ hai là những thứ mà mình nói ra có thể nó có giá trị ở lúc đó, nhưng ở thời điểm hiện tại thì nó thực sự là lỗi thời. Và nếu như rõ ràng, nếu bây giờ mình vẫn còn giữ nguyên cái quan điểm là những gì tôi nói là đúng, thì rõ ràng là mình đang làm một điều rất là tội lỗi. Và rõ ràng nếu như mà mình truyền tải đến rất là nhiều người đằng sau, đúng không ạ? Một video mà chỉ cần có 1.000 người xem thôi, thì có phải là 1.000 người thì đều bị sai giống như mình ở thời điểm hiện tại, đều bị sai. Và như vậy thì đó, với bản thân mình thì đó là một cái điều rất là tai hại. Và về sau mình làm, có lẽ là mình sẽ vi phạm đạo đức nghề nghiệp rất là quan trọng. Đấy, mặc dù lúc mà mình quay thì mình mới chỉ là sinh viên và mình chưa có một cái nhận thức gì cả. Đấy. Và sau đó thì mình mới quyết định đưa ra một cái quyết định, đó chính là mình expire, mình muốn đặt hết hạn tất cả hơn 350 các cái video mà mình đã đăng trước đó. Mình không xóa nó đi. Đấy. Nhưng mà mình sẽ đặt cái chìa khóa expire, đó là nó không dùng được nữa, nó đã hết hạn sử dụng rồi.
Đấy, mình muốn giữ nó lại một chút, cũng như là một cái tài liệu để các bạn có thể tham khảo. Đấy, vừa đúng cũng có thể đúng, nó cũng có thể sai, nhưng mà nó cũng có một cái giá trị tham khảo. Và đồng thời thì mình cũng muốn lưu lại một số những cái video để bản thân mình làm kỷ niệm, khi mà về sau mà mình nhìn lại thì mình thấy rằng là mình cũng có một chút những cái sự phát triển trong cái quãng đường của mình. Nhưng tuy nhiên thì mình cũng đã nói và cái video này sẽ là một cái video đính chính, rằng là đây sẽ là một cái nội dung mà các bạn, mà đối với bản thân mình, đấy, đối với bản thân mình thì bây giờ nó sẽ không dùng được nữa, và các bạn cũng không nên dùng chúng, và không nên, đừng bao giờ coi chúng giống như là một cái kiến thức đúng để mà các bạn làm, các bạn noi theo. Bởi vì mình không muốn rằng là những cái mà mình học được ở thời sinh viên mà mình chia sẻ với một cái nhìn, một cái cách nói rất là ngây thơ, thì vô tình chung ở thời điểm hiện tại lại gây hại cho các bạn, thì như thế thì mình sẽ cảm thấy rất là tội lỗi. Đấy, và như các bạn cũng đã biết được rằng là ở thời điểm hiện tại thì mình theo con đường sư phạm, mình hơi khác so với một số những người bạn khác một chút, là mình theo con đường sư phạm và với mục tiêu là trở thành một người giảng viên trong tương lai. Và hiện tại thì mình đang là một trợ giảng, và do đó thì mình buộc phải có những suy nghĩ khác, và bắt đầu mình phải có những cái tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của một người giáo viên. Đấy, là khi mà mình đăng bất cứ một cái video nào lên, đúng không ạ, thì nói là phải đúng, nói có sách mách có chứng, và nội dung thì phải chỉnh chu và phải khoa học, phải giải thích, phải rõ ràng để người khác có thể hiểu được, và mình phải chịu trách nhiệm với những gì mà mình nói, đúng không? Đấy, những lời nói của mình, bởi vì hiện tại mình đã là một kỹ sư, đúng không? Một kỹ sư được đào tạo bài bản của trường, của học viện, đấy, một cái trường rất là danh tiếng, và bản thân mình thì cũng có một doanh nghiệp, thì mình cũng là Á Khoa, Khoa Công nghệ Thông tin. Đấy, do đó thì cho nên mình không thể giống như ngày xưa được, và chính bản thân mình còn phải thay đổi, đó là mình phải luôn học cách chấp nhận và chịu trách nhiệm với những gì mà mình nói và mình làm, và đồng thời là mình phải chỉnh chu với những cái nội dung của mình. Đấy, và giống như là việc mà khi mà mình đứng lên mình thuyết trình nói về một cái vấn đề gì đấy, giống như là việc mình có một ai đó dự sợ, thì mình sẽ cố gắng ở trong là bất cứ những cái video sau thì mình sẽ cố gắng là chỉnh chu hết sức có thể. Là giống như là có những ai đó là đang dự giờ những cái tiết mục của mình, và mình cần phải trình diễn nó, và mình nói thì mình phải luôn luôn thể hiện được rằng là mình nói đúng và nói dễ hiểu. Đấy, thế thì và bắt đầu có lẽ là từ ở thời điểm này, khi mà mình nhận thức được điều đó, thì những gì mà mình nói ra và những gì mà mình nói sai, các bạn hoàn toàn. Đấy. Nếu như các bạn tốt thì các bạn có thể đóng góp và góp ý, thì mình sẽ cố gắng mình thay đổi, hoặc hoặc các bạn có thể khi mà mình nói sai, các bạn hoàn toàn có thể bóc phốt mình, các bạn có thể hoàn toàn lên tiếng bóc phốt, và các bạn hoàn toàn có thể đánh giá mình, bởi vì tại thời điểm hiện tại thì mình không còn là một sinh viên nữa, đúng không ạ? Đấy, các đồng nghiệp và các tiền bối hoàn toàn có thể làm điều đó với mình. Nhưng tuy nhiên thì khi mà mình ra được cái video này thì mình cũng muốn đính chính lại rằng là hy vọng rằng tất cả mọi người, các tiền bối và các đồng nghiệp có thể đồng cảm với những cái video trước của mình, và có thể thông cảm với những video trước của mình không muốn lấy lý do, nhưng tuy nhiên thì mình hy vọng là mọi người có thể thông cảm, bởi vì những lúc đó mà mình quay là những cái lúc mà mình mới còn là một sinh viên, và xét về kinh nghiệm, về kỹ năng thì mình còn rất là yếu. Nhưng mà tuy nhiên với một cái mục đích tích cực, đó là mình chia sẻ cái video đó để cũng như là một cái tài liệu để tham khảo, và cũng như là một cái kiến thức, một cái kỷ niệm để bản thân mình lưu lại thôi. Đấy. Và thời điểm hiện tại thì mình sẽ cố gắng và mình sẽ thay đổi làm sao để những cái video mình đăng nó chỉnh chu mà nó hoàn toàn, nó tốt nhất có thể, và nó mang một cái tính đúng đắn nhất định. Đấy. Vậy thì hy vọng mọi người có thể thông cảm và hiểu cho mình. Các video trước thì mình hoàn toàn mình đã đẩy sang chế độ là expire, và đối mình thì là gần như là không dùng được nữa, nhưng mà tuy nhiên thì mình vẫn đẩy lại. Đấy. Ok, thì video này thì nội dung chủ yếu thì mình muốn có nói tới về cái vấn đề như vậy thôi. Chúc tất cả các bạn đang xem video này, chúc mọi người sẽ dồi dào sức khỏe và luôn may mắn trong cuộc sống. Xin chào tất cả các bạn.